Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương, Ukraine đã chính thức ra mắt lực lượng hệ thống không người lái. Đây là một nhánh mới của quân đội Ukraine tập trung vào chiến tranh bằng thiết bị không người lái. Lực lượng này đã chứng minh tính hiệu quả cao của chúng trong các trận chiến trên bộ, trên bầu trời và trên biển với quân đội của Liên bang Nga. Nhưng giờ đây, quân đội Ukraine mới cho ra mắt. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Haryliuk, với việc ra mắt lực lượng hệ thống không người lái, Ukraine đã trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại đã thành lập một lực lượng kiểu này. Và nó sẽ mang lại hy vọng cho việc thành lập một liên minh liên quan với sự tham gia của nhiều quốc gia. Biểu tượng của lực lượng hệ thống không người lái là một con chim én sắt được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI. Một ngày trước đó, Đại tá Vadim Sukharevsky, 39 tuổi, đã được bổ nhiệm làm tư lệnh lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine. Thiết bị không người lái đã trở thành một phần công nghệ mới quan trọng của cả hai bên Nga và Ukraine trong suốt cuộc xung đột. Trong thời gian đầu, không quân Ukraine sử dụng thiết bị bay không người lái UAV thương mại loại nhỏ như Desi Mavic để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và thả lựu đạn xuống mục tiêu. Sau đó, không quân Ukraine chuyển sang sử dụng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV để tấn công người và các phương tiện của đối phương. Trong 2 năm qua, Ukraine đã phát triển nhiều loại phương tiện không người lái trên không, trên mặt đất và trên mặt nước khác nhau để giúp chống lại người Nga khi nước này không có đủ vũ khí hạng nặng, pháo binh và máy bay phản lực. Vào tháng 2 năm nay, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nói rằng phương tiện không người lái của quân đội Ukraine đã chứng minh được tính hiệu quả của chúng trong các trận chiến trên bộ, trên bầu trời và trên biển. Thưa quý vị, theo National Interest, Hải quân Nga đã phải chịu tổn thất nặng nề trong cuộc chiến ở Ukraine, với các quan chức Ukraine tuyên bố rằng 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga đã bị đánh chìm hoặc vô hiệu hóa. Hải quân Nga có thể là lực lượng quân sự bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong quá trình quân Nga tham chiến ở Ukraine. Vào đầu năm nay, giới chức Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đã đánh chìm hoặc vô hiệu hóa 1/3 tổng số tàu chiến trên Biển Đen của Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Maya Kalin, nhà phân tích của Trung tâm Chính sách An ninh có trụ sở ở Washington, bình luận trên tạp chí The National Interest rằng thiệt hại nặng nề đã làm giảm sự hiện diện của Hải quân Nga xung quanh bán đảo Crimea. Làm giảm ưu thế hải quân của Điện Kremlin là điều cần thiết đối với Ukraine, bởi việc vô hiệu hóa sự hiện diện của Hải quân Nga xung quanh vùng Crimea sẽ giúp đảm bảo hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và các chuyến hàng khác của Kiev từ các cảng ở Biển Đen. Bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế, Nga có kế hoạch phát triển 50 tàu chiến mới vào cuối năm nay, bao gồm tàu ngầm, tàu hộ tống, tàu khu trục và tàu tên lửa. Những nỗ lực này của Moscow nhằm mục đích thay thế các tàu đã bị thiệt hại và tăng cường năng lực hải quân của nước này. Tuy nhiên, hiệu quả của động thái này vẫn chưa chắc chắn do các cuộc tấn công của Ukraine vẫn đang tiếp tục diễn ra và những thách thức kinh tế mà Moscow phải đối mặt bởi chịu tác động của các lệnh trừng phạt của Nga. Sau những tổn thất nặng nề trên, liệu Hải quân Nga có thể lội ngược dòng hay không? Liệu 50 tàu chiến mới đang được phát triển một khi được đưa vào biên chế có thể giúp Hải quân Nga khôi phục sức mạnh của mình hay không? Theo bà Kalin, do ưu tiên chiến đấu trên tiền tuyến ở Ukraine, năng lực phục hồi và tăng cường sức mạnh cho Hải quân Nga được cho là rất hạn chế, trong khi các biện pháp trừng phạt quốc tế áp đặt lên Điện Kremlin ngày càng làm giảm vị thế kinh tế của Nga. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga Viktor Yevtukhov, bất chấp nhiều khó khăn, Nga vẫn có kế hoạch trang bị thêm khoảng 50 tàu chiến và tàu hỗ trợ cho Hải quân nước này vào cuối năm nay. Theo đó, nếu mọi việc thuận lợi, Hải quân Nga sẽ nhận được thêm tàu ngầm, tàu hộ tống, tàu khu trục và tàu tên lửa nhỏ. Ông Yevtukhov quả quyết nói với các phóng viên rằng không có lệnh trừng phạt nào có thể ảnh hưởng đến việc đóng và vận hành các tàu chiến hiện nay. Hiện Nga đang sử dụng chính sách công nghiệp hóa, thay thế nhập khẩu để hạn chế tác động của các biện pháp trừng phạt nặng nề mà cộng đồng quốc tế áp đặt lên nước này. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu là chính sách được sử dụng ngày càng phổ biến bởi các quốc gia đang phát triển, muốn kích thích sự phát triển trong nước và tạo ra thị trường nội địa tự cung tự cấp.
là một phần của việc xây dựng lực lượng hải quân, Moscow đang phát triển các tàu tuần tra cỡ lớn, được gọi là tàu dự án 22160, được thiết kế để giám sát và bảo vệ các con tàu khác ở vùng biển mở và đóng. Những tàu này sẽ được sử dụng để cứu các tàu hải quân còn lại của Moscow ở Biển Đen khỏi các cuộc tấn công do Ukraine phát động. Các tàu thuộc dự án 22160 trong giai đoạn tương lai đang được phát triển ở Nga có thể sẽ được trang bị vũ khí tiên tiến hơn để ngăn chặn vũ khí của Ukraine tốt hơn. Tuy nhiên, theo bà Kalin, mặc dù việc bổ sung đúng tiến độ, đúng thiết kế các tàu tuần tra cỡ lớn, cũng như các tàu chiến và tàu hỗ trợ có thể tăng cường sức mạnh cho hạm đội đang suy giảm của Nga, thì hải quân nước này vẫn còn lâu mới có thể gượng dậy. Thưa quý vị, trong 2 năm qua, cuộc xung đột tại Ukraine đã chứng kiến những cuộc tấn công quyết liệt từ phía Kiev nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga. Những cuộc tấn công này đã tập trung vào cả các tàu chiến và cơ sở hạ tầng quan trọng, buộc Nga phải di rời các tàu chiến của mình khỏi Sevastopol ở Crimea, về phía đông bắc tới Novorossiysk, thuộc vùng Krasnodar và thậm chí còn xa hơn. Hình ảnh từ vệ tinh vào đầu tháng 6 đã tiết lộ rằng Nga đã di chuyển ít nhất 18 tàu hải quân, trong đó có 2 tàu tuần tra lớp Vasily Bukov và các tàu đổ bộ lớp Ropucha. Từ Novorossiysk có thể di chuyển tới Biển Đen và Biển Azov. Theo Kiev, những động thái này của Nga nhằm giảm thiểu khả năng bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Tuy nhiên, dường như ngay cả những con tàu này cũng đang bị đe dọa. Hãng tin Sky News của Anh đã đưa tin rằng, vào đêm ngày 8 tháng 6, lực lượng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào một tàu đổ bộ lớp Ropucha, vốn đã di chuyển đến biển Azov, nối với Biển Đen qua eo biển Kerch. Theo thông tin từ kênh Telegram Ukraine Kremlin và ông Petro Andriushchenko, cố vấn thị trường Mariupol, một con tàu của Nga đã bị tấn công gần cảng Yezd thuộc vùng Krasnodar. Tuy nhiên, có sự không nhất quán trong các báo cáo về loại tàu bị tấn công. Kremlin cho biết, dựa trên hình ảnh vệ tinh từ sáng ngày 9 tháng 6, có thể lực lượng Ukraine đã tấn công một con tàu tuần tra lớp Vasily Bukov thay vì một tàu đổ bộ lớn. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy một vết dầu loang. Và Kremlin cho biết, tất cả những thông tin về vụ tấn công đã bị xóa khỏi tất cả các trang công khai. Nga đã cố gắng giấu con tàu ở Yezd, nhưng có vẻ như đã xảy ra một sự cố. Một nguồn tin giấu tên từ Ukraine cho biết với Sky News rằng Nga không thể tự do hoạt động ở Biển Đen hay phía đông. Nguồn tin này cho biết những con tàu được sử dụng để vận chuyển đạn dược, vật tư tới Mariupol và sau đó ra tiền tuyến. Vào tháng 5, Phó Đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu Mike Lefever đã nói với Newsweek rằng khi Hải quân Nga tiếp tục bị Ukraine đẩy lùi, Moscow sẽ thử những biện pháp bất cân xứng khác để gây hại. Họ sẽ không từ bỏ ý tưởng kiểm soát Biển Đen. Ông Lefever, giám đốc điều hành của công ty quản lý rủi ro và an ninh Concentric cho biết thêm. Và vì vậy, họ có thể làm những việc như sử dụng mìn nổi trên biển, một việc rất khó thực hiện. Sáng ngày 10 tháng 6, kênh Baza Telegram được liên kết với các cơ quan an ninh của Nga cho biết, trong một cuộc tấn công trước đó, máy bay không người lái của Ukraine đã đâm vào tàu kéo kỹ sư Smirnov và một xà lan ở vịnh Taganrog. Bà già cũng đăng tải những hình ảnh về hậu quả, bao gồm cửa sổ bị vỡ và hư hỏng nhẹ trên mực nước của các tàu, đồng thời cho biết thêm rằng hai thành viên thủy thủ đoàn cũng đã bị thương do mảnh đạn nhẹ và thuyền trưởng đã quay trở lại cảng Azov. Những thông tin này cho thấy tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Cũng trong ngày 10 tháng 6, quân đội Ukraine cho biết lực lượng này đã phá hủy 3 hệ thống tên lửa đất đối không của Nga trong cuộc tấn công tên lửa vào bán đảo Crimea. Nga đã nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo về phía nam Ukraine từ bán đảo Crimea. Để đáp lại trong hơn 2 năm xung đột nổ ra, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công trên không và trên biển nhằm vào các mục tiêu của Nga trên bán đảo này và tuyên bố gây ra tổn thất đáng kể cho hạm đội Biển Đen của Moscow. Thưa quý vị, Ukraine tuyên bố vừa đưa một tài sản quý giá khác của Hải quân Nga xuống đáy Biển Đen. Theo tờ The Economist, với các đòn đánh liên tiếp, Kiev đang biến Crimea thành món nợ của Nga. Hãng Kiev Post đưa tin, cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết, lực lượng đặc nhiệm số 9 của cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã tấn công vào bán đảo Crimea trong đêm ngày 6 tháng 6, phá hủy một tàu kéo lớp Satun thuộc dự án 498 của Nga. Cơ quan này cho hay, tàu kéo lớp Satun sẽ không còn ra khơi nữa. Lực lượng đặc nhiệm của cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã phá hủy nó.
tàu kéo này được cho là có vai trò rất quan trọng đối với Nga, giữ nhiệm vụ vận chuyển các thiết bị và vật tư quân sự hạng nặng từ đất liền Nga đến bán đảo Crimea. Các tàu lớp Satun thuộc dự án 498 là các tàu kéo cảng được thiết kế để hỗ trợ các loại tàu biển có trọng tải lớn tại bến cảng, kể cả trong điều kiện băng giá. Các tàu kéo này cũng được trang bị hệ thống chữa cháy. Bản báo cáo mà Kyiv Post có được cho biết, đơn vị đặc biệt số 9 của cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã tấn công con tàu tại khu vực gần bờ biển Crimea, sử dụng xuồng không người lái USV tự sát, song không nêu rõ chủng loại cụ thể. Hỏa hoạn dữ dội đã xảy ra sau khi USV của Ukraine chọc thủng thành công hàng rào phòng thủ của lực lượng Nga ở Biển Đen. Hiện phía Moscow chưa đưa ra bình luận về thông tin Ukraine phá hủy tàu của Nga. Thưa quý vị, chiến dịch mới của Nga đã làm tăng gấp đôi sự tuyệt vọng của Ukraine trong việc tăng cường phòng không để bảo vệ những gì còn sót lại của hệ thống năng lượng. Cuộc tấn công mới của Nga nhằm vào ngành điện Ukraine trong mùa xuân hiện đã phá hủy khoảng một nửa khả năng tạo ra điện của quốc gia này, giáng đòn mạnh vào tinh thần chiến đấu cũng như ngành sản xuất công nghiệp của Kyiv. Kể từ đầu năm nay, Nga đặt mục tiêu hoàn thành công việc mà họ chưa thể hoàn thành vào đầu năm 2023, đó là phá hủy ngành năng lượng của Ukraine. Bắt đầu từ tháng 3, Nga đặc biệt nhắm vào các nhà máy điện lớn nhất của Ukraine trong 6 đợt tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái, xóa sổ khoảng 9 GW sản lượng điện, tương đương với một nửa tổng sản lượng điện của cả nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một hội nghị tái thiết ở Berlin hôm 11 tháng 6 rằng các cuộc tấn công của Nga đã xóa sổ 80% các nhà máy điện chạy bằng than và khí đốt lớn của Ukraine, cũng như 1/3 cơ sở thủy điện của nước này. Slawomi Matuzak, chuyên gia Ukraine tại Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông ở Warsaw cho biết, sự khác biệt là trước đây họ chủ yếu nhắm vào các đường dây truyền tải và trạm biến áp, còn giờ đây họ đang phá hủy các nhà máy phát điện. Phải cần 1-2 năm để xây dựng lại, song không có gì đảm bảo bởi vì chúng có thể dễ dàng bị tấn công trở lại. Đối với các nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc tấn công mới của Nga đặt ra mối đe dọa với khả năng vốn đã bị kéo căng của nước này trước các cuộc ném bom không ngừng của Moscow, sự gián đoạn về kinh tế xã hội cũng như việc huy động lực lượng. Chiến dịch mới đã làm tăng gấp đôi sự tuyệt vọng của Ukraine trong việc tăng cường phòng không để bảo vệ hệ thống năng lượng đang bị phá hủy nặng nề. Giữa bối cảnh đó, nghị sĩ Ukraine Kira Rudik đã kêu gọi phương Tây hỗ trợ cho nước này tiêm kích F-16 và Mirage. Việc Nga tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine cũng tạo ra sự cấp bách mới cho câu hỏi làm thế nào và khi nào tận dụng tài sản bị đóng băng của Moscow để hỗ trợ Ukraine. Nghị sĩ Rudik nói, bây giờ chúng tôi cần tiền, chúng tôi có một nhiệm vụ trước mắt, đó là sống sót qua mùa hè và bằng cách nào đó vượt qua mùa đông. Một số nước phương Tây đang chú ý tới lời kêu gọi của Ukraine về việc tăng cường phòng không, điều có thể giúp bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc tấn công của Nga. Đức hiện đang cân nhắc điều động tổ hợp phòng không Patriot thứ tư, trong khi Thủ tướng Olaf Scholz kêu gọi các đồng minh hành động nhiều hơn nữa. Italia đang chuẩn bị gửi thêm hệ thống phòng không của mình, trong khi Tây Ban Nha cũng đang cung cấp thêm vũ khí phòng không. Cuối tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa thêm tên lửa phòng không vào gói viện trợ mới nhất dành cho Ukraine. Tăng cường phòng không là điều kiện cần nhưng chưa đủ để bắt đầu xây dựng lại ngành điện đang bị tàn phá của nước này. Một giải pháp ngắn hạn nhưng tốn kém là dựa vào nhập khẩu điện nhiều hơn từ châu Âu. Ngay trước khi cuộc tấn công của Nga bắt đầu vào năm nay, Ukraine thực tế đã xuất khẩu điện dư thừa sang châu Âu, nhưng điều đó đã sớm bị đảo ngược. Hiện nay, Ukraine có thể nhập khẩu khoảng 1,7 GW điện hoặc cao hơn từ châu Âu. Giải pháp khác là xây dựng thêm nhiều nhà máy điện nhỏ, phi tập trung, bao gồm các tua bin chạy bằng khí đốt nhỏ và các nguồn tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Hôm 11 tháng 6, các thành viên của nhóm điều phối năng lượng G7+ và chính phủ Ukraine đã vạch ra các kế hoạch nhằm làm cho ngành điện trở nên linh hoạt hơn, bao gồm cả kế hoạch thông qua việc phát điện phân tán hơn. Andrian Prokip, chuyên gia về năng lượng tại Viện Kennan thuộc Trung tâm Wilson ở Kyiv cho biết, nếu Ukraine có các trạm phát điện nhỏ với số lượng lớn, thì Nga sẽ không có đủ tên lửa để bắn chúng tất cả, ngay cả khi họ biết chúng ở đâu.
Thưa quý vị, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từng bước chấp nhận những rủi ro lớn hơn để hỗ trợ cho Kiev. Mới đây nhất là quyết định của Nhà Trắng khi cho phép các lực lượng của Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công vào trong lãnh thổ Nga. Thậm chí một số nhà quan sát cho rằng có thể các chuyên gia quân sự của NATO sẽ sớm có mặt trên thực địa ở Ukraine để huấn luyện cho các binh lính. Cách đây 6 tháng, các nhà lãnh đạo phương Tây vẫn chưa sẵn sàng thảo luận về những thay đổi trên, hoặc ít nhất là không công khai. Tuy nhiên, những thành quả trên chiến trường gần đây của Nga và việc phương Tây có thái độ cứng rắn hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu xóa mờ những lằn danh đỏ đó. Các nhà lãnh đạo phương Tây lo ngại Ukraine có thể thua trong cuộc xung đột này nếu họ không hành động nhanh chóng và quyết đoán. Giới quan sát nhận định, Tổng thống Joe Biden dường như đã cho rằng hầu hết những cảnh báo đáp trả của Tổng thống Putin là không đáng tin. Theo đó, sau nhiều lần đe dọa hành động chống trả lại các nước NATO nhằm phản ứng trước các động thái gây hấn và thậm chí là cảnh báo Nga có thể sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân, Moscow không có vẻ gì sẽ thực hiện những hành động có thể khiến xung đột lan rộng. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang mạo hiểm hơn với Nga bởi ông muốn tránh suy nghĩ rằng ông hành động không mạnh mẽ bằng các đồng minh châu Âu. Cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đều đã thể hiện lập trường cởi mở đối với việc Ukraine tấn công vào các mục tiêu quân sự nằm bên trong lãnh thổ Nga. Đan Mạch cho biết nước này sẽ cung cấp tiêm kích F-16 mà Ukraine có thể sử dụng xuyên biên giới. Cuối cùng, suốt 27 tháng giao tranh, các nhà quan sát phương Tây cho rằng không có sự leo thang nguy hiểm thực sự nào dẫn tới một cuộc xung đột mà khiến NATO và Nga có thể đối đầu trực tiếp. Dù vậy, một số nhà quan sát khác thì cho rằng rủi ro xung đột giữa Nga với NATO ngày càng gia tăng bởi Tổng thống Putin sẽ không ngồi yên khi những cảnh báo của ông bị phớt lờ. Có một rủi ro rõ ràng khi Ukraine sử dụng các vũ khí phương Tây trong các cuộc tấn công, dù là tình cờ hay có chủ ý, nhằm vào dân thường Nga, hoặc các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine khiến các chuyên gia quân sự NATO thiệt mạng. Cả hai kịch bản này đều có thể khiến căng thẳng leo thang. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một loạt cảnh báo mới, cho biết ông có thể cung cấp vũ khí cho các nước tấn công vào những mục tiêu của phương Tây và đưa ra những cảnh báo về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuyên bố của ông Putin, sự phản ứng trước quyết định của Mỹ và châu Âu về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công vào lãnh thổ Nga là lời cảnh báo mới nhất của Điện Kremlin trước sự ủng hộ ngày càng lớn của phương Tây dành cho Kiev. Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định Washington và các đối tác đã sai lầm khi cho rằng ông sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Putin cảnh báo, vì lý do nào đó, phương Tây tin rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi có một học thuyết hạt nhân, nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi sẽ coi bản thân được phép sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn trong tay. Thưa quý vị, hiện tại phương Tây đã cho phép Ukraine sử dụng các vũ khí tầm xa mà họ cung cấp để tấn công vào Nga, nhưng từng có thời điểm, ngay cả tên lửa Javelin và Stinger cũng được coi là leo thang nguy hiểm. Điều đó khiến cho một số nhà quan sát đặt câu hỏi, phải chăng làn danh đỏ của Tổng thống Putin không thực sự tồn tại? Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine cách đây hơn 2 năm, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đều diễn ra theo một kiểu. Đầu tiên, Kiev yêu cầu một hệ thống vũ khí, nhưng Washington từ chối với lý do lo ngại leo thang căng thẳng với Nga. Tổng thống Vladimir Putin sau đó sẽ đưa ra những cảnh báo mơ hồ về vũ khí hạt nhân. Những người ủng hộ Ukraine sẽ phản ứng bằng cách đưa ra những lập luận đứng về phía Kiev trên truyền thông. Đây gần như là điều đã xảy ra với cuộc tranh luận về việc cung cấp cho Ukraine xe tăng chiến đấu, hệ thống phòng không Patriot, tiêm kích F-16 và tên lửa tầm xa Atacms cùng với các hệ thống khác. Sự dịch chuyển gần đây nhất diễn ra vào ngày 27 tháng 5 khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên cho phép Ukraine sử dụng các vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công vào các mục tiêu nằm bên trong lãnh thổ Nga. Ukraine từ lâu đã tìm kiếm sự chấp thuận này, nhưng cuộc thảo luận về vấn đề trên đã trở nên cấp bách hơn trong những tuần gần đây khi Nga tiến hành cuộc tấn công vào thành phố Kharkov ở phía Bắc và liên tục giành được thành quả. Tuy nhiên, cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây cũng là một sự leo thang đáng kể mà chính quyền Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh từ khi xung đột nổ ra.
Dấu hiệu đầu tiên cho việc phá vỡ quy tắc này là vào đầu tháng 5, khi Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết Ukraine có thể tự đưa ra quyết định về việc sử dụng các vũ khí do Anh cung cấp, bao gồm cả tên lửa tầm xa Storm Shadow, để tấn công vào trong nước Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, quốc gia cũng cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa, đã đưa ra tuyên bố tương tự hồi tuần trước. Vào cuối tuần trước, gần như tất cả các đồng minh lớn của Ukraine ở châu Âu như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đều cho biết họ không có vấn đề gì với việc Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công Nga. Cuối cùng, Mỹ cũng đã thay đổi lập trường khi các quan chức thông báo họ sẽ cho phép các hệ thống vũ khí do Washington cung cấp được sử dụng cho các mục đích phản pháo ở Kharkov để Ukraine có thể phản công các lực lượng của Nga đang hoặc chuẩn bị tấn công họ. Trước quyết định của Mỹ, trao đổi với các phóng viên ở Uzbekistan vào tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin nhận định sự leo thang liên tục có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nếu những hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ở châu Âu, Mỹ sẽ hành xử như thế nào khi tính đến sự ngang bằng của chúng tôi trong lĩnh vực vũ khí chiến lược? Chỉ một tuần trước đó, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở quân khu phía Nam cạnh Ukraine. Những tuyên bố và hành động như vậy đã trở nên phổ biến. Hơn 2 năm kể từ khi xung đột nổ ra, phương Tây cho rằng độ tin cậy của những mối đe dọa này đang bắt đầu suy yếu. Nghị sĩ Oleksandra Ustinova nói, "Tôi đã nghe nói về leo thang hạt nhân kể từ những ngày đầu tiên. Đầu tiên là nếu Ukraine nhận được MiG từ Ba Lan, Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Sau đó là HIMARS, rồi Patriot, rồi xe tăng." Theo các nhà quan sát, điều khó khăn trong cuộc tranh luận này là không thể chứng minh được việc Tổng thống Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân, cho thấy ông Biden đang thể hiện sự thận trọng hay ông quá rụt rè. Thưa quý vị, kênh truyền hình Ukraine của chúng ta mới đây đã thông báo rằng Cục Điều tra Nhà nước Ukraine đã khởi tố vụ án hình sự với 28 chỉ huy của Lữ đoàn Bộ binh Độc lập số 125 về tội rời bỏ vị trí ở vùng Kharkov khi quân đội Nga tấn công. Lữ đoàn số 125 của lực lượng vũ trang Ukraine từ Lvov đã rời bỏ các vị trí ở ngoại ô Kharkov. Đây là đơn vị yếu kém vì đào tạo sơ sài, một trong các tiểu đoàn mà trong hơn 2 năm qua còn chưa bao giờ đến khu vực hoạt động chiến sự, lý do có thể gắn với nạn tham nhũng. Tù binh Kirill Dostenko vốn là lính của tiểu đoàn xã kích độc lập số 415 kể với các nhà báo. Trước đó, kênh truyền hình Ukraine của chúng ta thông báo rằng Cục Điều tra Nhà nước Ukraine đã khởi tố vụ án hình sự với 28 chỉ huy của Lữ đoàn Bộ binh Độc lập số 125 về tội rời bỏ vị trí ở vùng Kharkov khi quân Nga tấn công. Theo lời tù binh Dostenko, người lính này thuộc tiểu đoàn 415 theo dạng lính tổng động viên. Đơn vị này hình thành từ những người xuất thân ở Zaporizhia vào đầu năm 2023 và phục vụ ở hậu phương. Theo Dostenko kể, việc huấn luyện chiến đấu của họ chỉ ở mức độ thấp, rất sơ sài. Mùa thu năm 2023, tiểu đoàn của Anh chuyển vào biên chế Lữ đoàn Chiến dịch số 125. Dostenko nói, chúng tôi được đưa về Lữ đoàn 125 là Lữ đoàn Lvov, cũng chưa từng tham gia vào bất kỳ hoạt động chiến sự cụ thể nào. Cả thảy có 3 tiểu đoàn, có vẻ là 2 tiểu đoàn đã vào vị trí, còn tiểu đoàn thứ 3 đóng ở Lvov. Theo tôi hiểu, binh sĩ tiểu đoàn thứ 3 này đều là dạng lính cậu con ông cháu cha. Tù binh Dostenko cho biết, nhiệm vụ của Lữ đoàn số 125 là trấn giữ khu vực phòng ngự giữa các làng ven biên như Krasnoye, Klubokoye, Strelestye. Nếu quân Nga tấn công, các đơn vị của lữ đoàn này phải cố thủ cho đến khi có viện binh là lực lượng dự bị kịp thời đến. Theo kế hoạch tương lai, lữ đoàn sẽ rút về tuyến phòng ngự thứ 2 và tái lập. Tuy nhiên, kế hoạch này đã tan tành ngay khi quân Nga bắt đầu tấn công, bởi quân lính và chỉ huy vội vàng tháo chạy. Trong suốt thời gian tại ngũ, Dostenko cho biết không nhìn thấy một người lính nào của lữ đoàn số 125 ở vị trí chiến đấu. Dostenko nói, khi được đưa đến đó để phòng ngự, mọi thứ đều yên tĩnh và bình lặng. Nói thật là tôi không thấy một ai cùng lữ đoàn ở trận địa, chỉ có tiểu đoàn của chúng tôi và một số lính biên phòng. Thưa quý vị, Chỉ huy quân đội, Phó trưởng phòng công tác chính trị quân sự của Bộ Quốc phòng Nga Apti Alodinov cho biết, lực lượng đặc biệt thiện chiến nhất của Nga Akhmat đã được điều động đến hướng quan trọng nhất của quân khu phía Bắc, về hướng Kharkov. Ông Apti Alodinov nói với các phóng viên lực lượng đặc biệt Akhmat là đơn vị ngay từ những ngày đầu tiên đã đứng ở cấp thứ nhất. Chúng tôi chưa bao giờ đứng ở cấp thứ hai, chúng tôi chưa bao giờ đứng sau ai,
Và trong trường hợp này, thật hãnh diện rằng chúng tôi đã chuyển đến khu vực Kharkov, điểm nóng nhất trong chiến sự hiện nay. Chỉ huy đội quân Akhmat nói thêm, nhiệm vụ chính của chúng tôi là loại bỏ đối phương ra khỏi khu vực và đẩy lùi tất cả các hoạt động khủng bố của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm quân phía Bắc tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của địch ở khu vực Kharkov. Trong suốt một tuần, họ đã đánh bại nhân lực và trang bị của 5 lữ đoàn lực lượng vũ trang Ukraine và 2 lữ đoàn phòng thủ quân sự, đồng thời đẩy lùi 20 cuộc phản công. Theo hãng tin RIA Novosti, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.740 binh sĩ, 3 xe tăng, 9 phương tiện chiến đấu, 28 phương tiện, 8 phương tiện chiến đấu Grad và Vampire MLSR cùng 29 khẩu pháo dã chiến. Lực lượng đặc nhiệm Chechen hay lực lượng đặc nhiệm Akhmat còn được gọi là Kadyrovid là một lực lượng bán quân sự người Chechnya. Khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra vào ngày 26 tháng 2 năm 2022, nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã ra lệnh cho lực lượng Kadyrovid triển khai ở Ukraine với quân số ước tính khoảng 7.000 người. Theo Foreign Policy, phía Nga dường như cũng khai thác hình ảnh binh sĩ đặc biệt tinh nhuệ thiện chiến Chechnya như một thứ vũ khí tâm lý nhằm uy hiếp tinh thần đối phương. Nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng, Điện Kremlin chủ yếu dùng lực lượng này để làm giảm nhuệ khí chiến đấu của các lực lượng Ukraine. Trong những trận đánh ác liệt diễn ra trên đường phố Mariupol, những đặc nhiệm Chechnya đã đóng góp phần không nhỏ trong việc thực hiện vây lấn, tiến công trên chiến trường Ukraine và cho thấy sự thiện chiến của mình. Theo giới chuyên gia quân sự, các đơn vị Chechnya có nhiều kinh nghiệm trong tác chiến đô thị và có thể sự xuất hiện của họ sẽ là nhân tố quyết định trong việc kiểm soát Mariupol từ Ukraine. Đặc nhiệm Chechnya, lực lượng bao gồm hàng ngàn binh sĩ được huấn luyện, trang bị đầy đủ, đã triển khai đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ quân đội Nga. Đích thân lãnh đạo Kadyrov cũng đã nhiều lần tới tiền tuyến ở Ukraine. Chỉ huy lực lượng cho biết, lực lượng Akhmat đã thích nghi với việc triển khai ở khu vực Kharkov. Theo ông, lực lượng đặc nhiệm Akhmat cũng đã tiếp quản các khu vực mà họ cần kiểm soát để đối phương không thể tiến hành các hoạt động phá hoại và khủng bố ở đó. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cho biết, nước này sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân và dỡ bỏ các hạn chế tự áp đặt đối với tên lửa nếu Mỹ triển khai bệ phóng tên lửa tầm ngắn và tầm trung tới châu Âu hoặc châu Á. Trong một bài phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya xuất bản vào ngày 30 tháng 5, khi được hỏi Moscow sẽ phản ứng như thế nào nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung trên mặt đất ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng quốc tế đang ở mức cao chưa từng có, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời, chúng tôi sẽ phản ứng lại nếu Mỹ thực hiện kế hoạch triển khai tên lửa. Nhà ngoại giao cấp cao của Nga giải thích, Nga sẽ buộc phải dỡ bỏ các lệnh cấm đơn phương mà nước này đã tuân thủ, ngay cả khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung vào năm 1987, mang tính bước ngoặt. Ông Lavrov nhấn mạnh, chúng tôi không loại trừ các bước bổ sung trong lĩnh vực răn đe hạt nhân, vì tên lửa Mỹ được triển khai sẽ có khả năng tấn công vào các trung tâm chỉ huy và các bộ phận trong kho vũ khí hạt nhân của chúng tôi. Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký vào ngày 8 tháng 12 năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 1988. Theo hiệp ước này, hai bên cam kết không sản xuất, không thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm trung và tầm ngắn từ 500 đến 5.500 km trên mặt đất. Năm 2019, Mỹ đã hủy bỏ thỏa thuận trên với cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận. Về phần mình, Moscow đã phủ nhận các cáo buộc và đình chỉ việc tham gia thỏa thuận sau khi Washington rút khỏi. Trong một tuyên bố với Rossiya Segodnya, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moscow và Bắc Kinh đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm chống lại hành vi làm suy yếu sự ổn định quốc tế của Washington. Đầu tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một tuyên bố chung, lên án những bước đi gây ra bất ổn cao, đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga và Trung Quốc. Moscow tuyên bố đang phát triển các hệ thống tên lửa mới để đáp trả việc chuyển giao tên lửa tầm xa Atacms do Mỹ sản xuất và các tên lửa tầm xa khác do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Rõ ràng, việc giao tranh trực tiếp với Nga không còn là chiến lược khả thi đối với Ukraine. Trên thực tế, một số nhà quan sát quốc tế cho rằng Kiev không nhất thiết phải từ bỏ, mà thay vào đó, Ukraine có thể tìm kiếm những hướng tiếp cận mới trong cuộc xung đột này. Có thể là thông qua các biện pháp ngoại giao, các chiến lược quân sự khác, hoặc thậm chí là sự can thiệp của cộng đồng quốc tế.
khi cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài sang năm thứ ba, đã có nhiều lời kêu gọi từ các nhà lãnh đạo quốc tế, bao gồm những người đến từ Brazil, Trung Quốc, Vatican và nhiều nơi khác, đề nghị Ukraine tiến hành đàm phán với Nga. Họ đưa ra lập luận rằng các lực lượng của Ukraine không thể xuyên thủng được phòng tuyến kiên cố của Nga và Kiev nên công nhận thực tế việc Moscow đã sáp nhập các vùng lãnh thổ. Trong thời gian qua, Ukraine đã thành công trong việc sử dụng các thiết bị bay không người lái UAV để giám sát và tấn công vào các mục tiêu của Nga. Tuy nhiên, chỉ riêng việc sử dụng UAV không thể giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột này. Bên cạnh đó, do tình trạng thiếu hụt vũ khí và nhân lực, Kiev sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giành lại lãnh thổ trong tương lai gần. Trong khi đó, Nga đã thành công trong việc biến cuộc giao tranh này thành một cuộc xung đột tiêu hao, trong đó Moscow nắm giữ một số lợi thế như quân số đông hơn, năng lực công nghiệp quốc phòng lớn hơn và các phòng tuyến được chuẩn bị kiên cố ở Donbass, Kherson và đặc biệt là Crimea. Với việc phương Tây đã mệt mỏi vì xung đột và sự thiếu nhất quán trong việc hỗ trợ trang thiết bị, các nhà quan sát của Foreign Affairs cho rằng đây là kiểu xung đột mà Ukraine không thể giành chiến thắng. Một chiến lược hiệu quả hơn sẽ tối ưu việc sử dụng các lực lượng và bảo toàn nguồn cung hạn chế mà Ukraine nhận được từ Mỹ và châu Âu. Ukraine phải điều chỉnh cách thức mà nước này tổ chức, trang bị và suy nghĩ về cuộc xung đột. Điều này có thể bao gồm việc tìm kiếm các đối tác mới, tăng cường khả năng quốc phòng thông qua việc mua sắm vũ khí mới, hoặc thậm chí là thay đổi chiến lược quân sự để tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực hiện có. Quan trọng, Ukraine phải tiếp tục thích nghi và đổi mới trong cách tiếp cận cuộc xung đột này để tìm kiếm một giải pháp bền vững hơn cho tương lai. Điều quan trọng là Ukraine cần nhiều loại vũ khí hơn những gì mà họ đang nhận được. Thay vì chỉ nhận các vũ khí tầm trung, loại vũ khí chiếm phần lớn trong các gói hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev, cuộc phản công của Ukraine đòi hỏi các đối tác hỗ trợ nhiều xe tăng Abrams tiên tiến hơn, các tiêm kích F-16, tên lửa HIMARS và tên lửa Patriot. Trước đó, Ukraine đã yêu cầu những hệ thống vũ khí này trước khi chiến dịch diễn ra và nhiều ý kiến cho rằng nếu Kiev nhận được đủ số lượng vũ khí mà họ cần, cuộc phản công có thể đã thành công. Tuy nhiên, do không có đủ số lượng vũ khí này, cuộc phản công của Ukraine đã thất bại. Mỹ và các đồng minh ban đầu đã trì hoãn việc hỗ trợ các vũ khí này do lo ngại về việc leo thang căng thẳng với Nga. Khi họ cuối cùng đã bật đèn xanh cho việc hỗ trợ, thì những vũ khí này đã được cung cấp quá muộn và quá ít, không thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong chiến dịch mùa hè. Giới quan sát phương Tây cho rằng, Điện Kremlin đã thành công trong việc dụ Ukraine bước vào cuộc xung đột tiêu hao. Chẳng hạn như tại Bakhmut, Ukraine đã kiên quyết cố thủ ở thành phố này, ngay cả khi gần như bị Nga bao vây và phải chịu thương vong nặng nề. Cuộc giao tranh này được đánh giá là cuộc giao tranh đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, đã kết thúc với việc Nga giành được hầu hết lãnh thổ và tuyên bố chiến thắng vào tháng 5 năm 2023. Bên cạnh đó, Ukraine hầu như không thể theo kịp Nga về lợi thế nhân lực cũng như trang thiết bị, bởi Moscow có nền kinh tế và dân số lớn hơn. Trái lại, Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn nhân lực nghiêm trọng. Quyết định gần đây của nước này về việc hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống còn 25 và huy động tù nhân gia nhập lực lượng vũ trang hầu như chưa thể làm thay đổi sự mất cân bằng hiện tại. Mặc dù gói hỗ trợ gần đây của Mỹ sẽ làm giảm bớt những thiếu hụt về vũ khí trước mắt của Ukraine, nhưng các cuộc pháo kích ăn miếng trả miếng cũng như những nỗ lực giành lại lãnh thổ tại những khu vực mà Nga đã xây các công sự phòng thủ sẽ nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn cung vốn đã hạn chế của Ukraine. Các quan chức nước này hy vọng Washington sẽ tăng cường hỗ trợ và làm giảm bớt sức ép mà Kiev đang phải đối mặt. Tuy nhiên, sự hỗ trợ cho Ukraine ngày càng bị chia rẽ tại Mỹ và giữa bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra, việc Kiev phải phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ của Washington sẽ không phải là một quyết định khôn ngoan. Ukraine phải tìm ra cách để làm được nhiều hơn với ít thứ hơn. Kiev sẽ phải tránh các cuộc giao tranh tiêu hao, bảo toàn nhân lực và trang thiết bị để có thể phản ứng trước những điều kiện thay đổi. Khi cuộc phản công quyết định có thể diễn ra vào mùa xuân và mùa hè năm 2023, việc Kiev áp dụng chiến lược bất đối xứng và kéo dài xung đột là chưa phù hợp. Tuy nhiên hiện nay, đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực và đạn dược, việc không thực hiện chiến lược trên mới là điều thiếu khôn ngoan. Các nhà quan sát của Foreign Affairs cho rằng, một cuộc xung đột tiêu hao sẽ cho phép Ukraine tận dụng các lợi thế của mình. Các lực lượng của Kiev đang giao tranh trên lãnh thổ của mình và sự quen thuộc với địa hình sẽ giúp cho họ có lợi thế về tình báo hơn so với Nga.
Thưa quý vị, tạp chí National Interest cho biết, để duy trì các nỗ lực quân sự ở Ukraine, Moscow đang phải tái triển khai lực lượng Chechnya thân Nga trở lại tiền tuyến để chiến đấu bên cạnh đội quân 500.000 binh sĩ của mình. Theo National Interest, Tổng thống Nga Vladimir và các cố vấn Điện Kremlin của ông đã cố gắng hết sức để theo đuổi mọi sự lựa chọn nhằm duy trì động lực của quân Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Kế hoạch mới nhất là đưa lực lượng Chechnya thân Nga trở lại tiền tuyến. Nổi tiếng nhờ sự hiện diện thường xuyên trên mạng xã hội, lực lượng Chechnya từng được ví von là những đội quân TikTok. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến ở Ukraine, lực lượng này từng tham chiến cùng với quân đội Nga nhưng được cho là đã hứng tổn thất nặng nề. Sau đó, lực lượng Chechnya được rút khỏi tiền tuyến, làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho các khu vực hậu phương. Tuy nhiên giờ đây, đội quân Chechnya hiện đang được đẩy trở lại tiền tuyến với vai trò chiến đấu tích cực. Cơ quan tình báo quân đội Anh đánh giá trong bản cập nhật chiến sự Nga-Ukraine gần đây. Lực lượng Chechnya thân Nga đã chiến đấu ở Ukraine và chịu tổn thất nặng nề ban đầu. Sau đó, các đơn vị Chechnya phần lớn được rút khỏi tiền tuyến để thực hiện các hoạt động an ninh ở hậu phương. Tình báo quân đội Anh cho biết thêm, họ nổi tiếng với cái tên đội quân TikTok vì thường khoe khoang trên mạng xã hội hơn là kỹ năng chiến đấu của họ. Cơ quan tình báo quân đội Anh nhận định, kể từ khi lực lượng Wagner rút lui khỏi cuộc chiến, những người lính TikTok Chechnya này đang bị ép trở lại phục vụ trên tiền tuyến. Ngoài chiến đấu trực tiếp, lực lượng Chechnya còn huấn luyện các đơn vị khác của Nga. Theo các quan chức Chechnya, khoảng 42.000 binh sĩ Nga đã được huấn luyện tại một trường đại học quân sự ở Chechnya kể từ năm 2022. Tuy nhiên, với thời gian chỉ 10 ngày, khóa huấn luyện mà người Chechnya cung cấp gần giống với một khóa học quân sự cơ bản hơn là trại huấn luyện các kỹ năng quân sự nâng cao. Do đó, cơ quan tình báo quân đội Anh đánh giá, việc Moscow đưa đội quân TikTok Chechnya ở tiền tuyến và để huấn luyện binh lính Nga thể hiện sự căng thẳng về nguồn lực trong quân đội Nga. Theo National Interest, Nga đã hứng thương vong nặng nề trong cuộc chiến ở Ukraine, với ước tính họ đang mất khoảng 1.000 quân mỗi ngày. Tuy nhiên, Điện Kremlin đang tiếp tục đưa thêm quân ra chiến trường. Theo ước tính của Ukraine, hiện Nga duy trì đội quân gần 500.000 binh sĩ ở Ukraine. Mặc dù đã cố gắng vượt qua những tổn thất nặng nề, nhưng theo Ukraine, điều đó không có nghĩa là chất lượng của quân đội Nga đã được cải thiện. Thưa quý vị, Chỉ huy quân đội, Phó trưởng phòng công tác chính trị quân sự của Bộ Quốc phòng Nga Apti Alodinov cho biết, lực lượng đặc biệt thiện chiến nhất của Nga Akhmat đã được điều động đến hướng quan trọng nhất của quân khu phía Bắc, về hướng Kharkov. Ông Apti Alodinov nói với các phóng viên lực lượng đặc biệt Akhmat là đơn vị ngay từ những ngày đầu tiên đã đứng ở cấp thứ nhất. Chúng tôi chưa bao giờ đứng ở cấp thứ hai, chúng tôi chưa bao giờ đứng sau ai. Và trong trường hợp này, thật hãnh diện rằng chúng tôi đã chuyển đến khu vực Kharkov, điểm nóng nhất trong chiến sự hiện nay. Chỉ huy đội quân Akhmat nói thêm, nhiệm vụ chính của chúng tôi là loại bỏ đối phương ra khỏi khu vực và đẩy lùi tất cả các hoạt động khủng bố của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm quân phía Bắc tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của địch ở khu vực Kharkov. Trong suốt một tuần, họ đã đánh bại nhân lực và trang bị của 5 lữ đoàn lực lượng vũ trang Ukraine và 2 lữ đoàn phòng thủ quân sự, đồng thời đẩy lùi 20 cuộc phản công. Theo hãng tin RIA Novosti, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.740 binh sĩ, 3 xe tăng, 9 phương tiện chiến đấu, 28 phương tiện, 8 phương tiện chiến đấu Grad và Vampire MLSR cùng 29 khẩu pháo dã chiến. Lực lượng đặc nhiệm Chechen hay lực lượng đặc nhiệm Akhmat còn được gọi là Kadyrovid là một lực lượng bán quân sự người Chechnya. Khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra vào ngày 26 tháng 2 năm 2022, nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã ra lệnh cho lực lượng Kadyrovid triển khai ở Ukraine với quân số ước tính khoảng 7.000 người. Theo Foreign Policy, phía Nga dường như cũng khai thác hình ảnh binh sĩ đặc biệt tinh nhuệ thiện chiến Chechnya như một thứ vũ khí tâm lý nhằm uy hiếp tinh thần đối phương. Nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng, Điện Kremlin chủ yếu dùng lực lượng này để làm giảm nhuệ khí chiến đấu của các lực lượng Ukraine. Trong những trận đánh ác liệt diễn ra trên đường phố Mariupol, những đặc nhiệm Chechnya đã đóng góp phần không nhỏ trong việc thực hiện vây lấn, tiến công trên chiến trường Ukraine và cho thấy sự thiện chiến của mình. Theo giới chuyên gia quân sự, các đơn vị Chechnya có nhiều kinh nghiệm trong tác chiến đô thị và có thể sự xuất hiện của họ sẽ là nhân tố quyết định trong việc kiểm soát Mariupol từ Ukraine.
đặc nhiệm Chechnya, lực lượng bao gồm hàng ngàn binh sĩ được huấn luyện, trang bị đầy đủ, đã triển khai đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ quân đội Nga. Đích thân lãnh đạo Kadyrov cũng đã nhiều lần tới tiền tuyến ở Ukraine. Chỉ huy lực lượng cho biết, lực lượng Akhmat đã thích nghi với việc triển khai ở khu vực Kharkov. Theo ông, lực lượng đặc nhiệm Akhmat cũng đã tiếp quản các khu vực mà họ cần kiểm soát để đối phương không thể tiến hành các hoạt động phá hoại và khủng bố ở đó. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cho biết, nước này sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân và dỡ bỏ các hạn chế tự áp đặt đối với tên lửa nếu Mỹ triển khai bệ phóng tên lửa tầm ngắn và tầm trung tới châu Âu hoặc châu Á. Trong một bài phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya xuất bản vào ngày 30 tháng 5, khi được hỏi Moscow sẽ phản ứng như thế nào nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung trên mặt đất ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng quốc tế đang ở mức cao chưa từng có, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời, chúng tôi sẽ phản ứng lại nếu Mỹ thực hiện kế hoạch triển khai tên lửa. Nhà ngoại giao cấp cao của Nga giải thích, Nga sẽ buộc phải dỡ bỏ các lệnh cấm đơn phương mà nước này đã tuân thủ, ngay cả khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung vào năm 1987, mang tính bước ngoặt. Ông Lavrov nhấn mạnh, chúng tôi không loại trừ các bước bổ sung trong lĩnh vực răn đe hạt nhân, vì tên lửa Mỹ được triển khai sẽ có khả năng tấn công vào các trung tâm chỉ huy và các bộ phận trong kho vũ khí hạt nhân của chúng tôi. Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký vào ngày 8 tháng 12 năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 1988. Theo hiệp ước này, hai bên cam kết không sản xuất, không thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm trung và tầm ngắn từ 500 đến 5.500 km trên mặt đất. Năm 2019, Mỹ đã hủy bỏ thỏa thuận trên với cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận. Về phần mình, Moscow đã phủ nhận các cáo buộc và đình chỉ việc tham gia thỏa thuận sau khi Washington rút khỏi. Trong một tuyên bố với Rossiya Segodnya, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moscow và Bắc Kinh đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm chống lại hành vi làm suy yếu sự ổn định quốc tế của Washington. Đầu tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một tuyên bố chung, lên án những bước đi gây ra bất ổn cao, đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga và Trung Quốc. Moscow tuyên bố đang phát triển các hệ thống tên lửa mới để đáp trả việc chuyển giao tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất và các tên lửa tầm xa khác do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với 300 cá nhân và tổ chức đã giúp Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 100 mục tiêu trải rộng trên nhiều lĩnh vực thiết yếu cho nỗ lực trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ, những mục tiêu này bao gồm các đối tượng tham gia phát triển năng lượng, kim loại, năng lực sản xuất và xuất khẩu trong tương lai của Nga, trốn tránh và lách lệnh trừng phạt, cũng như sản xuất vật liệu cần thiết để hỗ trợ chiến dịch quân sự. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, các biện pháp cũng đang được thực hiện nhằm chống lại những kẻ chịu trách nhiệm về việc cưỡng bức chuyển giao, cải tạo và trục xuất trẻ em Ukraine. Bộ Ngoại giao đang mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với nhiều loại hàng hóa lưỡng dụng do Trung Quốc cung cấp mà Nga đang sử dụng để sản xuất phục vụ cuộc xung đột. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 200 cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước Nga, đồng thời cấm một số phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin nhất định. Theo hãng tin AFP, các mục tiêu trừng phạt bao gồm các thực thể ở châu Á, trong đó có Trung Quốc, cũng như Trung Đông, châu Âu, châu Phi, Trung Á và Caribe. Dưới sự ủy quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt đối với 5 tổ chức tài chính Nga đang được cập nhật để bao gồm các chi nhánh bên ngoài nước Nga. Cụ thể là công ty cổ phần đại chúng Promsvisa Bank và các chi nhánh ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Bishkek tại Kyrgyzstan và New Delhi, Ấn Độ, Ngân hàng Phát triển và Kinh tế Đối ngoại Nhà nước VietinBank với các chi nhánh ở Bắc Kinh và Mumbai, Ấn Độ, các chi nhánh của Sberbank ở Bắc Kinh, New Delhi và Mumbai, VTB và các chi nhánh của ngân hàng này tại New Delhi, Ấn Độ, Bắc Kinh và Thượng Hải, Trung Quốc, công ty cổ phần VTB Capital Holdings ở Hồng Kông, Trung Quốc. Việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với cơ sở hạ tầng tài chính của Nga sẽ bao gồm các giao dịch trên thị trường công do Sở Giao dịch Moscow thực hiện. Các tổ chức tài chính khác của Nga bị trừng phạt là Trung tâm Thanh toán Bù trừ Quốc gia,
Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Nga, Công ty Cổ phần Lưu ký Thanh toán Quốc gia và Công ty Bảo hiểm ngành khí đốt Sogaz. Theo hãng thông tấn nhà nước TASS, Nga tuyên bố sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt hung hăng mới nhất trên, trong khi Sở Giao dịch Moscow cho biết họ sẽ ngừng giao dịch ngoại hối bằng đồng đô la Mỹ và đồng euro. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho rằng Mỹ có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách ngay lập tức cắt đứt các lô vũ khí viện trợ cho Kyiv. Phát biểu với người đứng đầu các hãng thông tấn quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg hôm 5 tháng 6, Tổng thống Putin tiết lộ ông đã nhận được một lá thư từ Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông đã trả lời bức thư đó rằng nếu ông muốn chấm dứt tình trạng thù địch ở Ukraine, hãy ngừng cung cấp vũ khí cho Kyiv, sau đó chỉ trong 2-3 tháng, mọi thứ sẽ kết thúc. Bình luận của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh việc phương Tây không ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine có nguy cơ khiến cuộc xung đột mở rộng. Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoản viện trợ bổ sung trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine hồi tháng 4 sau khi chính quyền của ông Joe Biden tiêu tốn 113 tỷ đô la Mỹ trong các dự luật được thông qua trước đó. Ông Putin cũng nói rằng khi Mỹ và các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine đạn dược tầm xa để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga, Moscow có thể đáp trả bằng cách cung cấp vũ khí tương tự cho các bên nước ngoài sử dụng chúng để tấn công những nước đó. Cho đến nay, Mỹ là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Ukraine. Chính sách của ông Biden về Ukraine có thể tác động đến sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống mà ông đang chạy đua với đối thủ của Đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng 11 năm nay. Ông Trump đã cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ bằng cách buộc các nhà lãnh đạo của cả hai nước ngồi vào bàn thương lượng. Khi được hỏi nếu ông Trump chiến thắng vào tháng 11 tới, điều đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến chính sách của Mỹ ở Ukraine? Tổng thống Putin cho rằng nó sẽ phụ thuộc vào việc chính quyền mới ở Washington có ưu tiên lợi ích của người dân Mỹ hay không. Ông Putin nói, nếu điều đó được chi phối bởi lợi ích quốc gia, thì có thể sẽ có một số thay đổi trong chính sách đối ngoại liên quan đến Nga và liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga nói thêm rằng các nhà lãnh đạo Mỹ không thực sự lo lắng về số phận của Ukraine. Ông nói với các nhà báo, ở Mỹ không ai quan tâm đến Ukraine, họ chỉ quan tâm đến sự vĩ đại của nước Mỹ. Họ không chiến đấu vì Ukraine mà họ đang đấu tranh cho sự lãnh đạo của họ trên thế giới. Họ không muốn Nga thành công, chiếm ưu thế vì họ cho rằng điều đó sẽ gây tổn hại cho sự lãnh đạo của Mỹ. Ông nhấn mạnh, chỉ khi chính quyền tiếp theo ở Washington từ bỏ khuôn khổ như vậy thì mới có cơ hội cho những thay đổi chính sách lớn. Cũng bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg hôm 6 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các lực lượng vũ trang Ukraine đang mất tới 50.000 binh sĩ mỗi tháng. Dù không nêu cụ thể tổn thất của Nga, nhưng ông Putin tiết lộ số tổn thất về nhân lực của quân đội nước này chỉ xấp xỉ 1/5 những gì mà các lực lượng Ukraine đang phải gánh chịu. Lãnh đạo Điện Kremlin nói thêm, hiện 1.348 quân nhân Nga đang bị Ukraine bắt giữ làm tù binh, trong khi Moscow đang giam giữ 6.465 lính Ukraine. Đài RT dẫn lời ông Putin đánh giá, Ukraine có thể huy động 300.000 binh sĩ mỗi tháng, nhưng không có nhiều người tình nguyện nhập ngũ. Điều đó không giải quyết được vấn đề. Tất cả những người họ có thể huy động đều được cử đi thay thế tổn thất trên tiền tuyến. Tổng thống Nga nhận định, dưới sự thúc ép của Mỹ, Ukraine đã hạ độ tuổi người đi nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống còn 25 tuổi và sắp tới có thể xuống mức 23 tuổi, thậm chí là 18 tuổi. Kyiv hiện chưa lên tiếng phản hồi trước các phát biểu của ông Putin. Tuy nhiên, theo thông báo của Cục Điều tra Quốc gia Ukraine, gửi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này được công bố hôm 5 tháng 6. Tình trạng thiếu quân trầm trọng ở tiền tuyến đã buộc Kyiv phải cân nhắc tiếp nhận những người đảo ngũ đã chọn quay trở lại để chiến đấu. Thưa quý vị, mới đây hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden và Donald Trump đã đưa ra những quan điểm cá nhân về cuộc xung đột đã kéo dài sang năm thứ ba giữa Nga và Ukraine. Trong khi Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden nói rằng, nếu các nước phương Tây để Ukraine bị đánh bại trong cuộc xung đột, kết cục tương tự sẽ chờ đợi Ba Lan, thì người tiền nhiệm Donald Trump lại cho rằng Liên bang Nga đang giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với báo Time, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng nếu các nước phương Tây để Ukraine bị đánh bại trong cuộc xung đột, Ba Lan sẽ phải hứng chịu kết cục tương tự. Trong kịch bản như vậy, tất cả các nước giáp biên giới thực tế với Nga sẽ thất thủ. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định,
Nếu chúng ta để Ukraine thất thủ, hãy nhớ lời tôi, bạn sẽ thấy Ba Lan thất thủ và bạn sẽ thấy tất cả các nước dọc theo biên giới thực tế với Nga sụp đổ. Ông chủ Nhà Trắng cũng cho rằng Ukraine có thể không bao giờ trở thành quốc gia thành viên NATO. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông Biden, Mỹ có mối quan hệ với Ukraine tương tự như các nước mà Washington cung cấp hỗ trợ quân sự. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Biden cũng khuyên các nhà báo làm quen với bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 21 tháng 2 năm 2022, mà trong đó nhà lãnh đạo Nga đề cập đến các vấn đề của vùng Donbass. Theo ông Biden, bài phát biểu của ông Putin cho thấy Tổng thống Nga muốn khôi phục Liên Xô trước đây. Ông Biden nói thêm rằng, nếu Liên bang Nga giành chiến thắng ở Ukraine, Moscow sẽ đạt được những tiến bộ đáng kể trong tham vọng này. Trong một diễn biến liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4 tháng 6 cho rằng Tổng thống Liên bang Nga đang giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi các nước phương Tây đang ở thế yếu. Trong một phát biểu được kênh truyền hình Fox News dẫn lời, ông Donald Trump nói, "Chúng ta đang ở thế yếu hơn nhiều vì ông Putin đang chiến thắng." Theo cựu Tổng thống Mỹ, truyền thông phương Tây đã ngừng nói về chiến thắng của Ukraine sau cuộc phản công thất bại của các lực lượng vũ trang Ukraine vào mùa hè năm ngoái. Ông Trump cũng nhắc lại tình trạng thiếu hụt nhân sự trong quân đội Ukraine, đồng thời tiết lộ rằng ông đã hỏi ý kiến Thủ tướng Hungary Viktor Orbán về cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Theo ông Trump, khi được hỏi ai là người chiến thắng, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán có cùng quan điểm với ông Trump khi cho rằng đó là người Nga. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Alexander Grushko mới đây nhận định những hành động gần đây của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO báo hiệu nguy cơ xung đột tiềm tàng với Moscow. Ngày 12 tháng 6, hãng tin Sputnik đưa tin, trả lời phỏng vấn báo chí trong nước, ông Grushko nêu rõ, thời điểm này không có bất cứ triển vọng nào để khôi phục đối thoại thực chất giữa NATO và Nga. Theo ông, có một số lý do để nhận định như vậy, và trước tiên là do NATO tuyên bố Nga là mối đe dọa trực tiếp và sát sườn đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, tất cả những gì mà khối này đang làm hiện nay đều chứng tỏ họ đang chuẩn bị để đối đầu với Moscow. Quan chức ngoại giao Nga nói, những cuộc tập trận đang được tiến hành cho thấy mọi khái niệm về an ninh dựa trên hợp tác giờ đây đã bị loại bỏ. Còn NATO đã quay trở lại với các kế hoạch an ninh của thời chiến tranh lạnh. Hơn nữa, có thể nhận thấy vai trò ngày càng cao của vũ khí hạt nhân trong kế hoạch của NATO. Gần đây, ở phương Tây xuất hiện ngày càng nhiều ý kiến đề cập xung đột vũ trang trực tiếp giữa NATO và Nga. Điện Kremlin cảnh báo, Moscow không gây ra mối đe dọa hay đe dọa bất kỳ quốc gia nào, song cũng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của nước Nga. Trong một diễn biến khác liên quan, cùng ngày hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, trong khuôn khổ giai đoạn 2 cuộc tập trận về cách thức triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược, quân đội nước này đã thực hành phóng tên lửa điện tử. Bộ trên nói rõ, đội ngũ quân nhân của một đơn vị tên lửa thuộc quân khu Leningrad đã thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, qua đó bí mật tiến tới vị trí được chỉ định và thực hiện những vụ phóng tên lửa điện tử nhằm vào các mục tiêu của đối phương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân trong lực lượng hải quân tham gia tập trận thực hiện những chuyến đi biển đến khu vực tuần tra được chỉ định. Thưa quý vị, phát biểu với các phóng viên bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng của nhóm BRICS ở Nizhny Novgorod hôm 11 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay, tình hình quốc tế đang ngày càng trở nên phức tạp hơn và không thể loại trừ những thay đổi đối với quan điểm hạt nhân của xứ sở Bạch Dương. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo, nước này có thể sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình nếu các hành động leo thang của Mỹ và các đồng minh thúc đẩy Moscow phải làm như vậy. Ông Ryabkov nhấn mạnh, thách thức gia tăng bắt nguồn từ các hành động leo thang không thể chấp nhận được của Mỹ và các đồng minh NATO chắc chắn đặt ra câu hỏi toàn diện về việc làm thế nào để có thể điều chỉnh các tài liệu cơ bản về răn đe hạt nhân cho phù hợp hơn với nhu cầu hiện tại. Theo đài RT, nhà ngoại giao này từ chối giải thích chi tiết về những sửa đổi tiềm năng đối với học thuyết hạt nhân của Nga. Ông nói, Moscow không có thói quen đề cập trước những loại thay đổi nào có thể được thực hiện trước khi chính thức ra quyết định thực sự. Ông Ryabkov có phát biểu trên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước đã nhắc lại lập trường của Moscow rằng
Nga sẽ không ra tay tấn công hạt nhân trước và vũ khí nguyên tử luôn là sự lựa chọn cuối cùng. Ông Putin giải thích, học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga chỉ cho phép sử dụng vũ khí nguyên tử trong các trường hợp ngoại lệ và tình hình hiện tại không đáp ứng đủ những điều kiện đó. Lãnh đạo Điện Kremlin bày tỏ hy vọng chiến tranh hạt nhân tổng lực sẽ không nổ ra, đồng thời cảnh cáo một cuộc xung đột như vậy sẽ dẫn đến những thương vong vô hạn cho tất cả mọi người. Ông cũng cảnh báo các quốc gia NATO ở châu Âu không nên có những lời lẽ và hành động ngày càng khiêu khích vì họ chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề nhất nếu xảy ra xung đột hạt nhân trên toàn cầu. Thưa quý vị, mới đây Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo rằng nếu các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu tìm cách khiêu khích Moscow thực hiện một phản ứng hạt nhân, thì người Mỹ có thể chỉ đứng ngoài cuộc. Theo hãng tin RT, tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ngày 7 tháng 6, khi được hỏi về những lời lẽ ngày càng hiếu chiến từ một số quốc gia châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đáp, người châu Âu phải suy nghĩ, nếu những người đấu vũ khí hạt nhân với Nga bị tiêu diệt, liệu người Mỹ có tham gia vào cuộc đấu ở cấp độ vũ khí chiến lược hay không? Tôi rất nghi ngờ điều đó. Tổng thống Putin giải thích, trong khi Nga và Mỹ đều có hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả để phát hiện tên lửa đang lao tới, thì các nước thành viên của NATO ở châu Âu lại không có. Theo nghĩa này, họ ít nhiều không có khả năng tự vệ, người đứng đầu nước Nga tuyên bố và nói thêm. Ngoài yếu tố trên, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga mạnh gấp 3-4 lần quả bom mà Mỹ đã thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Ông Putin khẳng định, Nga có số lượng vũ khí lớn gấp nhiều lần so với các nước châu Âu và ngay cả khi Mỹ đem vũ khí tới châu Âu thì Nga vẫn có nhiều vũ khí hơn. Tổng thống Putin cảnh báo, bất kỳ một cuộc chiến nào như vậy xảy ra sẽ có thương vong vô hạn. Mặc dù không loại trừ khả năng học thuyết hạt nhân của Nga có thể thay đổi, ông Putin nhắc nhở rằng nước này hiện chỉ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị đe dọa về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và rằng hiện giờ Nga chưa rơi vào tình huống mà chủ quyền đất nước bị đe dọa. Ông Putin khẳng định, Moscow cũng chưa bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột với Ukraine. Đó là sự bịa đặt ác ý của một số chính trị gia phương Tây. Ngoài ra, Nga cũng không cần phải leo thang hạt nhân vì quân đội và ngành quốc phòng của Nga đang hoạt động rất hiệu quả và có năng lực hơn nhiều so với đối thủ. Theo Tổng thống Nga Putin, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc theo điều khoản của Nga. Tất cả các cuộc đàm phán hòa bình đều dựa trên chiến thắng hoặc thất bại quân sự và chắc chắn Nga sẽ giành chiến thắng. Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh, Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng nó không thể dựa trên những tưởng tượng và điều kiện phi lý. Thưa quý vị, trước những động thái mạnh mẽ gần đây của Ukraine và phương Tây, giới quan sát đang đặt ra câu hỏi liệu Nga sẽ phản ứng như thế nào? Sau khi một chiến đấu cơ của Ukraine lần đầu tiên phóng vũ khí tấn công vào mục tiêu trong lãnh thổ Nga, các chuyên gia Trung Quốc cho biết động thái của Kiev là nỗ lực nhằm thuyết phục phương Tây tăng cường hỗ trợ, song Nga được cho là sẽ phản ứng rất mạnh mẽ. Theo Sky News, một nguồn tin quân sự của Ukraine cho biết, không quân nước này đã tấn công một nút chỉ huy của Nga hôm 9 tháng 6 nằm trong khu vực Belgorod. Hiện chưa rõ loại vũ khí được Ukraine sử dụng trong cuộc tấn công, cũng như chưa rõ liệu đây có phải là vũ khí do phương Tây cung cấp hay không. Đây là một cuộc tấn công trực diện và là lần đầu tiên vũ khí được phóng từ chiến đấu cơ của không quân Ukraine nhằm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ukraine trước đó đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ của Moscow. Cố vấn Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với CBS rằng các vũ khí của Mỹ đã được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga. Theo hãng tin TASS, thông báo này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận hôm 31 tháng 5 rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua việc sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào Nga. Động thái trên của Ukraine có mục đích sử dụng đà tiến công nhằm đảo chiều xung đột, bởi chỉ có bằng cách này, Kiev mới có thể truyền tải sự tin cậy với Mỹ và châu Âu để được nhận thêm vũ khí cũng như sự ủng hộ từ các nước này trong tương lai. Khi Ukraine bắt đầu sử dụng chiến đấu cơ, và đặc biệt sau khi được bổ sung tiêm kích F-16, các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu quân sự của Nga có lẽ sẽ trở nên ít bị giới hạn hơn. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, phản ứng của Nga được dự đoán là sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Dù vậy, giữa bối cảnh Ukraine đang có động lực trên chiến trường, có lẽ phản ứng tốt nhất của Nga là làm rõ thêm các mục tiêu hành động với Ukraine.
đồng thời sử dụng các phương tiện quân sự và ngoại giao để giành thế chủ động. Trong khi đó, giới quan sát phương Tây cho rằng cảnh báo leo thang hạt nhân ở Ukraine hiện đang ngày càng trở nên thường xuyên và cấp bách hơn do những thay đổi đáng kể về chính sách của một số đối tác lớn của Kiev. Những thay đổi này trong chính sách của phương Tây, cùng với kế hoạch của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc đưa quân đội Pháp tới huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine trên thực địa và thậm chí có thể chiến đấu, đã làm gia tăng mối lo ngại rằng Nga có thể sẽ leo thang hạt nhân để đáp trả. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến khả năng này từ những ngày đầu xung đột nổ ra, trong khi các quan chức cấp cao của Nga, đáng chú ý nhất là ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cũng không ít lần đưa ra những cảnh báo tương tự. Vấn đề mà các nhà lãnh đạo đối mặt là rủi ro leo thang căng thẳng rất khó để xác định. Vì vậy, các nhà phân tích đang cố gắng xác định rủi ro leo thang bằng cách đặt mình vào vị trí của Tổng thống Nga Putin. Tuy nhiên, họ không thể chắc chắn rằng những nỗ lực tái hiện quan điểm của ông Putin dựa trên tình hình chiến trường và những thay đổi xảy ra, trong đó có sự dịch chuyển chính sách của các nước phương Tây hỗ trợ Ukraine, có tương ứng với nhận thức của nhà lãnh đạo Nga hay không. Một số nhà phân tích nhận định, bởi không thể biết Tổng thống Putin và đội ngũ phụ trách chính sách đang thảo luận về điều gì, nên không có cách nào đánh giá liệu các tuyên bố công khai có phải là lời cảnh báo cần xem xét nghiêm túc hay là chiến thuật đe dọa có thể phớt lờ. Kết quả là một số chuyên gia coi việc Nga tăng cường đe dọa leo thang hạt nhân là những nỗ lực giả vờ và hăm dọa, trong khi số khác thì lại coi đó là dấu hiệu đáng báo động. Thưa quý vị, các nhà lập pháp từ hai đảng đối lập ở Đức, đảng thay thế cánh hữu cho nước Đức AfD và Liên minh Dân túy cánh tả mới, Sarah Wagenknecht BSVK, đã từ chối tham dự bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Quốc hội Đức Bundestag. Cả hai bên đều bày tỏ sự phản đối các chính sách của Kiev, cảnh báo rằng chúng chỉ có thể dẫn đến đổ máu thêm. Tổng thống Zelensky đã có bài phát biểu thứ hai trước Quốc hội Đức kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow vào ngày 12 tháng 6. Lần đầu tiên, ông nói chuyện trực tiếp với cơ quan lập pháp thay vì thông qua liên kết video. Nhà lãnh đạo Ukraine đã cảm ơn Berlin vì sự hỗ trợ và kêu gọi nước này đảm bảo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thua trong cuộc chiến này. Ông nhấn mạnh rằng kết quả của cuộc xung đột sẽ không còn nghi ngờ gì về ai đã thắng. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị tất cả các nghị sĩ BSVK và hầu hết các nhà lập pháp AfD đồng loạt tẩy chay khi nhiều hàng ghế bị bỏ trống. 4 trong số các đảng viên cánh hữu đã tham dự bài phát biểu của ông Zelensky và gọi đó là phép lịch sự cơ bản. Các nhà lãnh đạo của AfD trong cơ quan lập pháp đã chỉ trích gay gắt ông Zelensky trước phiên họp. Một số chính trị gia cho biết họ từ chối lắng nghe một diễn giả trong bộ đồ giản dị đề cập đến thói quen mặc quần áo kiểu quân đội của ông Zelensky mà ông có được trong cuộc xung đột. Một số cũng tuyên bố rằng nhiệm kỳ của ông Zelensky đã hết hạn và ông hiện chỉ còn là tổng thống thời chiến. Ukraine dự định tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 3, nhưng ông Zelensky đã hủy bỏ cuộc bỏ phiếu với lý do Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật. Các nhà lãnh đạo Quốc hội AfD cho biết hiện Ukraine không cần một tổng thống thời chiến mà là một tổng thống hòa bình, người sẵn sàng đàm phán. BSVK, một đảng do biểu tượng cánh tả người Đức Sarah Wagenknecht thành lập, cũng đã đưa ra một tuyên bố trước sự kiện, trong đó họ tuyên bố tẩy chay bài phát biểu của ông Zelensky. Tài liệu cảnh báo rằng ông Zelensky đang thúc đẩy sự leo thang rất nguy hiểm, đồng thời nói thêm rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng mạo hiểm xung đột hạt nhân với Moscow để đạt được mục tiêu của mình. Tuyên bố cho biết những chính sách như vậy không nên được tôn vinh bằng một sự kiện đặc biệt ở Hạ viện Đức. BSVK khẳng định họ lên án hoạt động quân sự của Moscow chống lại Kiev, nhưng vẫn chỉ ra rằng Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình. Sự lạnh nhạt của Quốc hội Đức đã thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ từ cơ sở chính trị Đức. Văn phòng Thủ tướng Olaf Scholz lên án đây là sự thiếu tôn trọng, đồng thời nói thêm rằng Đảng Dân chủ Xã hội rất băn khoăn nhưng không ngạc nhiên trước diễn biến này. Một thành viên Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đức, bà Mary Agnes Strack-Zimmermann đã nhanh chóng cáo buộc cả hai bên thực hiện mệnh lệnh của Moscow. Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình bất cứ lúc nào, miễn là tình hình thực tế được tính đến. Vào mùa thu năm 2022, 4 khu vực cũ của Ukraine đã gia nhập vào Nga sau một loạt cuộc trưng cầu dân ý. Kiev chưa bao giờ công nhận cuộc bỏ phiếu
và tiếp tục yêu cầu Moscow rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố là của mình, bao gồm cả Crimea, trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào bắt đầu. Thưa quý vị, các quan chức của Ukraine đang lo ngại về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang ngày càng trở nên phụ thuộc vào chánh văn phòng Tổng thống Andrei Yermak. Đây là thông tin được tờ The Times viết hôm 7 tháng 6. Khi nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Zelensky sắp kết thúc, các nguồn tin chính phủ, quân đội, thực thi pháp luật và ngoại giao ẩn danh bày tỏ lo ngại về sự phụ thuộc ngày càng tăng của ông Zelensky và ông Yermak. Tờ Times viết rằng, người đứng đầu văn phòng Tổng thống bị cáo buộc tích lũy quyền lực cá nhân và chiếm đoạt các tiến trình dân chủ. Kể từ khi ban hành thiết quân luật cho phép ông Zelensky tại vị cho đến khi cuộc chiến tranh kết thúc, quyền lực của ông Yermak đã vượt qua tất cả các quan chức Ukraine, ngoại trừ nguyên thủ quốc gia. Tờ báo lưu ý, trong một cuộc phỏng vấn, một số nguồn tin thậm chí gọi ông Yermak là nguyên thủ quốc gia trên thực tế hoặc phó tổng thống Ukraine. Đồng thời, các nguồn tin ngoại giao phàn nàn rằng ông Yermak kiểm soát hoàn toàn quyền tiếp cận Tổng thống và thay vào đó, các đại sứ G7 hy vọng được gặp ông Zelensky đã gặp ông Yermak. Văn phòng Tổng thống bác bỏ những lời chỉ trích là tấn công tuyên truyền, nhấn mạnh rằng ông Zelensky thường xuyên gặp các vị đại sứ nhưng thường là ở nước ngoài hoặc có nhiều vấn đề cấp bách hơn cần giải quyết. Văn phòng Tổng thống cũng lập luận rằng những lời chỉ trích xuất phát từ phong cách quản lý trực tiếp nhưng hiệu quả của ông Yermak, chỉ ra sự thành công của ông trong các sáng kiến, bao gồm đưa các đối tác quốc tế đến Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu ở Thụy Sĩ. Theo tờ The Times, việc sa thải Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny và Phó Thủ tướng phụ trách tái thiết Oleksandr Kubrakov cũng có liên quan đến hành động của người đứng đầu văn phòng Tổng thống. Ngoài ra, các quan chức quân sự còn cáo buộc ông Yermak đã giữ tướng Zaluzhny càng xa nguyên thủ quốc gia càng tốt. Sau đó, tổ chức sa thải ông Zaluzhny khỏi chức vụ Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine. Theo các quan chức, ông Yermak coi thường ông Zaluzhny là đối thủ của mình. Tờ The Times dẫn nguồn tin nói rằng mối lo ngại đang gia tăng là ông Zelensky đang ngày càng dựa vào một số ít tiếng nói đồng tình trong nước. Nỗi sợ hãi ngày càng trở nên gay gắt hơn khi số lượng quan chức có quyền tiếp cận trực tiếp với Tổng thống giảm đi và đội ngũ của ông Yermak ngày càng tăng lên. Thưa quý vị, mới đây thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Mỹ và các quốc gia đồng minh sẽ tha thứ cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ cho đến khi ông hoàn thành mục đích của mình. Sau đó, ông sẽ bị thay thế. Người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin đã trả lời phỏng vấn hãng tin Izvestia bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg hôm 6 tháng 6 về số phận có thể xảy ra của nhà lãnh đạo Ukraine rằng rõ ràng là ông ấy sẽ bị loại bỏ. Rõ ràng, việc giảm độ tuổi quân được huy động sẽ gây ra một làn sóng tiêu cực ngày càng gia tăng trong xã hội Ukraine. Bình luận của ông Dmitry Peskov được đưa ra như một lời làm rõ cho những tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với những người đứng đầu các hãng thông tấn quốc tế, kéo dài trong suốt hơn 3 giờ hôm 5 tháng 6. Có lúc, Tổng thống Nga Putin lưu ý rằng Mỹ đang gây áp lực buộc Ukraine phải huy động những nam giới ngày càng trẻ hơn. Theo ông Putin, Washington đã buộc Kiev phải hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống chỉ còn 25, với ý định giảm xuống 23, rồi tiếp theo có thể xuống 20 hoặc xuống 18. Ông Putin giải thích, luật phải được thông qua và Ukraine phải thực hiện một số bước nhất định. Bây giờ là tháng 6 năm 2024, và để làm được điều này, tôi cảm thấy sẽ phải mất một năm. Ông Zelensky sẽ phải chịu đựng được đến mùa xuân, ít nhất là đến đầu năm sau. Khi xong việc, họ sẽ nói tạm biệt. Ông Putin nói thêm rằng Ukraine hiện đang mất khoảng 50.000 quân mỗi tháng. Con số được cho là cao gấp 5 lần so với Nga và chỉ có thể huy động 30.000 quân thay thế, khiến Kiev gặp phải một vấn đề nan giải. Theo Tổng thống Nga, phương Tây đã có một vài ứng cử viên xếp hàng để giữ chức Tổng thống Ukraine trong tương lai. Trước đó, trong cuộc trò chuyện, ông Putin đã cho rằng tư cách Tổng thống Ukraine của ông Volodymyr Zelensky đã hết hạn sau ngày 20 tháng 5, nên về mặt pháp lý, việc ông Zelensky vẫn cầm quyền ở Ukraine là không hợp pháp. Ông Zelensky cho rằng luật pháp Ukraine cấm tổ chức bầu cử trong tình trạng khẩn cấp, nên ông phải tại vị cho đến khi xung đột với Nga kết thúc. Tuy nhiên, hiến pháp của Ukraine không có điều khoản nào như vậy, và trên thực tế quy định rằng người đứng đầu quốc hội sẽ phải nắm quyền.
Thưa quý vị, một tin không vui đến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đó là Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lựa chọn không hủy bỏ buổi gây quỹ theo lịch trình ở Hollywood và thay vào đó sẽ cử Phó Tổng thống Kamala Harris và Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan tới dự Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ. Đây là một quyết định mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả là một món quà dành cho Nga. Hội nghị quốc tế do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất nhằm mục đích thu hút sự ủng hộ đối với các yêu cầu của Kyiv liên quan đến cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, Moscow chưa được mời, trong khi Bắc Kinh đã từ chối tham gia. Người phát ngôn Kirsten Allen cho biết, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tới Luzern, Thụy Sĩ vào ngày 15 tháng 6 để tham gia hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine. Đồng thời nói thêm rằng, điều này sẽ nhấn mạnh cam kết của chính quyền Biden-Harris trong việc hỗ trợ nỗ lực của Ukraine nhằm đảm bảo một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Cũng trong ngày 3 tháng 6, bà Allen cũng xác nhận rằng, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cũng sẽ tham gia cùng bà Kamala Harris tại hội nghị dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock. Dự kiến, ông Biden sẽ tới thăm châu Âu vào cuối tuần này để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ Normandy ở Pháp và là một phần của hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6 ở miền nam nước Ý. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng ông có thể nghỉ qua Thụy Sĩ hoặc nhờ ông Zelensky đến gặp mình. Tuần trước, nhà lãnh đạo Ukraine đã cố gắng gây áp lực buộc Tổng thống Mỹ phải đảm bảo tính hợp pháp cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Thụy Sĩ, lập luận rằng sự vắng mặt của ông Biden sẽ không phải là một động thái đặc biệt mạnh mẽ và khiến cho các nhà lãnh đạo thế giới khác cần sự ủng hộ của Tổng thống Biden phải thất vọng. Ông Zelensky còn tuyên bố bất cứ ai bỏ lỡ hội nghị này đều là công cụ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, thông báo được đưa ra ngày thứ Hai dường như đã xác nhận các báo cáo rằng ông Biden sẽ ưu tiên sự kiện gây quỹ chính trị ở Hollywood do nam diễn viên George Clooney đứng đầu và dự kiến sẽ có sự góp mặt của nữ diễn viên Julia Roberts và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo ở Bruxelles, "Tôi tin rằng hội nghị thượng đỉnh hòa bình cần Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo khác cần ông Biden vì họ sẽ dõi theo phản ứng của Mỹ." Ông Zelensky cho rằng sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ sẽ chỉ được đáp lại bằng một tràng pháo tay của Tổng thống Nga Vladimir Putin.